chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Con cái là mối bận tâm lớn của các bậc sinh thành, ngày đêm mong con cái chào đời, dành hết tình cảm tâm tư của mình, nhường nhịn những thứ tốt nhất cho chúng, mong sao chúng được tốt nhất và trở nên người. Điều các bậc phụ huynh lưu tâm đầu tiên là tên của con, đặt sao cho đẹp, đặt sao cho hợp mệnh, đặt con theo ngũ hành khuyết, vận trình hanh thông, đặt nhằm ngũ hành kỵ, vận trình kém hơn. Đó là lý do nhiều nghệ sĩ đổi danh xưng. Khải Toàn đã làm video về các thuật số xem mệnh, phân tích với các bạn mỗi thuật số đều có tính ứng dụng khác nhau. Cha theo niên mệnh, tức cha theo ngũ hành của năm sinh là kém chính xác nhất. Hai thuật số lá số tử vi và bát tự tứ trụ cho ra kết quả chính xác cao hơn. Video này Khải Toàn hướng dẫn các bạn ứng dụng theo bát tự tứ trụ và dụng thần mệnh khuyết, hay còn gọi là mệnh thiếu. Các bạn nên lưu tâm tháng sinh hoặc là tiết khí có sức ngũ hành ảnh hưởng mạnh nhất trong lá số, không phải tính theo năm. Ví dụ mùa hè hỏa vượng thường thiếu thủy, mùa thu kim vượng thường thiếu mộc, sau đó kết hợp với nhật can, còn gọi là mệnh ngày sinh. Ngoài việc chọn tên chính cho tên con trai và tên con gái, và chọn cả tên thường gọi ở nhà, có thể ứng dụng thêm về lựa chọn vật dụng, đồ dùng, đồ chơi hợp với lá số của con, giúp con năng động, ăn giỏi, ngủ ngon. Đầu tiên các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số, hoặc vào website phongthuykhaitoan.com, mục tra lá số, tự lấy thông tin, xem kèm video này. Phần 1 video Khải Toàn hướng dẫn về xem dụng thần mùa sinh, mệnh khuyết và dụng thần là gì. Mỗi người sinh ra có một cơ duyên từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, giới tính. Đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Đầu tiên là người sinh vào mùa xuân, sinh vào tháng Dần Mão, mùa xuân dư mộc, thường là kỵ mộc, nên lấy kim thủy làm dụng thần. Người sinh tháng Dần Mão thường quân tử nghĩa hiệp. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can giáp, sinh tại tháng Dần là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Ất, sinh tại tháng Mão cũng là có mật mã lộc thần. Sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão, trong sinh hoạt nghỉ ngơi ăn uống thường thích mát hơn là thích nóng. Với người khuyết kim, các đồ dùng vật dụng quần áo khăn tắm ra gối nên dùng màu trắng xám, trang sức vàng bạc là kim, có thể đeo một lắc bạc ở chân trái của bé. Màu sắc phòng nên là màu trắng xám hoặc là xanh dương. Khi trẻ đi thi nên mặc đồ trắng đen, mang vớ trắng xám, có một chiếc gương nhỏ trong túi, tai đeo lắc bạc. Các điều liên quan đến người thiếu kim, động vật, thú bông, gà, khỉ là kim. Khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thạch, thịt gà là kim. Tổ yến trái cây có màu vàng nhạt. Các việc nhỏ trước khi thức dậy nên dùng đồng hồ báo thức hình tròn màu vàng, ra khỏi giường ở phương vị Tây hoặc Tây Bắc. Đồ vật trong nhà, két sắt, tủ lạnh, máy lạnh, gương là kim. Sưu tầm đồ kim loại, có bộ kéo cắt móng tay. Bàn học có tượng gà, khỉ bằng đồng, thường xuyên soi gương cũng là cách nạp kim. Vì sinh mùa xuân kỵ mộc nên hạn chế các màu xanh lá và nhiều gỗ. Chọn tên cho con hợp mệnh thiếu kim: Canh, Thân, Tân, Bách, Tây, Duyệt, Bạch. Ngoài các văn tự trên, các bạn có thể chọn tên theo ý nghĩa như phương Tây, lạnh, băng tuyết, con gà, con khỉ, chữ dậu, vàng, bạc, tiền, ý nghĩa cũng tương tự. Với các bé sinh vào tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng, oi bất thường kỵ hỏa, nên lấy thủy kim làm dụng thần. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can Mậu hoặc Bính, sinh tại tháng Tỵ là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can có Kỷ hoặc Đinh, sinh tại tháng Ngọ cũng có mật mã lộc thần. Sinh vào mùa hè tháng Tỵ Ngọ Mùi, trong sinh hoạt nghỉ ngơi ăn uống thường thích mát hơn là thích nóng. Khi tắm cho bé, các bạn có thể để ý. Với người thiếu thủy, các đồ dùng vật dụng quần áo khăn tắm ra gối mền nên dùng màu đen, màu xanh dương hoặc màu trắng xám. Trang sức có thể dùng theo khuyết kim như vàng, bạc là kim, có thể đeo một lắc
bạc hoặc dây chuyền mềm màu đen ở chân trái của bé. Màu sắc phòng nên là màu xanh dương hoặc màu trắng xám. Khi trẻ đi thi nên mặc đồ trắng đen, mang vớ trắng xám, mang theo chai nước suối, có một chiếc gương nhỏ trong cặp. Các điều liên quan đến người thiếu thủy về động vật: thú bông, cá, chuột, rồng, Mickey, dơi, Batman. Ăn uống các loại cá và tất cả các sinh vật biển, cơm gà hải nam, tổ yến, uống trà đá, sữa chua cũng là thủy. Trên cơ thể, gương mặt nên trắng, nên đeo kính mát vì là người kỵ hỏa. Đồ vật trong nhà ở gần nguồn nước, gương, màu phòng nên mát, mỗi sáng nên tắm hoặc làm cho tóc ướt. Bàn học có chậu cá hoặc tượng chuột, tượng heo. Đi ngủ mang theo chai nước suối cũng là cách nạp thủy. Các bé sinh mùa hè thường rất thích bồn tắm. Các bé kỵ hỏa, không phù hợp màu nóng, kỵ cả đồ chơi gỗ hoặc nhiều nhiệt. Chọn tên cho con về mệnh thiếu thủy. Chữ nhất: Tý, Nhâm, Thủy, Quý, Bắc, Vĩnh, Băng, Hợi, Nhậm. Ngoài các văn tự trên, các bạn có thể chọn theo ý nghĩa như sông nước, cá, chuột, Mickey, Batman. Người cá, lạnh, đại dương, biển, ý nghĩa cũng tương tự. Với các bé sinh vào mùa thu, vào tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng thường kỵ kim nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can canh, sinh tại tháng Thân là có mật mã lộc thần. Nếu sinh mệnh ngày tân, sinh tại tháng Dậu là cũng có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền hơn mệnh khác. Với các bé khuyết mộc kỵ kim, không nên dùng màu trắng xám, hạn chế các vật kim loại, vàng, bạc và cả gương. Với người thiếu mộc, các đồ dùng vật dụng, khăn, quần áo, ra gối mền nên dùng màu xanh lá hoặc là màu ấm. Trang sức có thể dùng đá màu xanh lá hoặc dây mềm màu đỏ xanh lá ở chân. Màu sắc phòng nên là màu xanh lá hoặc màu ấm. Khi trẻ đi thi, mặc đồ màu ấm, mang vớ xanh lá hoặc đỏ sậm, mang theo một cành hoa, hình tượng bỏ túi là hình con mèo. Các điều liên quan đến người thiếu mộc về động vật: thú bông, thỏ, hổ, mèo, Kitty, Doraemon là mộc. Khi ăn uống, ăn cua, ăn vịt, ăn rau, ăn nấm, trái cây có màu xanh. Trên cơ thể, tóc, lông, móng đại diện cho mộc. Đồ vật trong nhà, kệ sách, cây cối, bàn học nên có cây nhỏ, có tượng con mèo. Giường, đồ dùng nên bằng gỗ hơn là bằng kim loại. Đi ngủ mang theo quyển sách là cách nạp mộc. Chọn tên cho con hợp mệnh khuyết mộc: Bính, Đinh, Ngọ, Cũ, Thăng, Hạ, Nam, Quang, Huy, Hỏa, Diễm, Nhật, Viết, Sương. Ngoài các văn tự trên, có thể chọn tên theo ý nghĩa như phương đông, cây cối, mèo, Kitty, cua, vịt, rừng, Doraemon, ý nghĩa cũng tương tự. Với các bé sinh vào mùa đông, tháng Hợi, Tý, Sửu, mùa lạnh thường dư thủy kỵ thủy nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can nhâm, sinh tại tháng Hợi là có mật mã lộc thần, mật mã dễ kiếm tiền. Nếu sinh mệnh ngày thuộc thiên can quý, sinh tại tháng Tý cũng là có mật mã lộc thần. Với các bé khuyết hỏa kỵ thủy, không nên dùng màu trắng xám, đen, xanh dương, hạn chế liên quan đến sông nước, hạn chế các vật kim loại và cả gương. Với người khuyết hỏa, các đồ dùng vật dụng quần áo, khăn tắm, ra gối mền nên dùng màu đỏ, hồng, cam, màu ấm. Trang sức có thể dùng đá màu đỏ hoặc dây mềm màu đỏ, màu xanh lá ở chân trái của bé. Màu sắc phòng nên dùng màu ấm. Khi trẻ đi thi nên mặc đồ màu ấm, mang vớ xanh lá hoặc đỏ sậm, mang theo một cành hoa, hình tượng bỏ túi là hình con ngựa hoặc con chó. Các điều liên quan đến người thiếu hỏa: động vật, thú bông, chó, ngựa là hỏa, mèo là mộc. Ăn uống, thịt dê, thịt bò, sô-cô-la, thịt bò khô. Trái cây có màu đỏ hoặc màu vàng sậm. Đối với cơ thể, phần đầu mắt là hỏa. Đồ vật trong nhà đại diện cho hỏa: bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính là các thiết bị đại diện cho hỏa. Thích đồ chơi điện tử có pin, xe ô tô cũng là hỏa.
chọn tên cho con theo mệnh khuyết hỏa, các bạn có thể tham khảo những chữ sau đây. Ngoài các văn tự trên, có thể chọn tên theo ý nghĩa phương nam, con ngựa, xe, rắn, nhiệt, mặt trời, ý nghĩa cũng tương tự. Phần 2 video Khải Toàn hướng dẫn về mệnh ngày sinh trong bát tự tứ trụ. Các bạn nhìn hình minh họa này có thể nhận biết về mệnh ngày sinh thuộc thiên can gì. Phần trên Khải Toàn đã hướng dẫn vào website phongthuykhaitoan.com mục tra lá số để lấy thông tin dễ nhận biết hơn. Thiên can mệnh ngày sinh, đây là gốc nói về tính cách của mỗi lá số. Người sinh mệnh ngày Giáp Mộc thường cao to uy mãnh, thường là mệnh tốt, tính tình khá là cứng rắn. Người sinh mệnh ngày Ất Mộc, Ất Mộc có tư chất nho nhã, nhẫn nại. Người sinh ngày Ất Mộc thường thích thủy, trừ khi sinh mùa đông. Người sinh mệnh ngày Bính thuộc hỏa, thường là hướng ngoại, tốt tính, cởi mở, thường là thích thủy mộc. Người sinh mệnh ngày Đinh hỏa, thường gầy hoặc vườn người, chi ly cẩn thận việc tiền bạc, thường thích mộc và kim. Người sinh mệnh ngày Mậu thổ, cứng như đá, có chí lớn, lời nói không hoa mỹ, có thể dung hòa được mọi ngũ hành. Người sinh mệnh ngày Kỷ thổ thường mềm mại, nữ tính, đa nghi cao, nhưng họ bao dung, thường thích hỏa, trừ khi sinh mùa hè, và thường là kỵ mộc. Người sinh mệnh ngày Canh kim thường hào sảng, ý chí cao, giỏi phấn đấu, thường là thích mộc. Người sinh mệnh ngày Tân kim thường mềm mại, mẫn cảm, hướng nội, Tân kim đa phần thích thủy, trừ khi sinh mùa đông. Người sinh mệnh ngày Nhâm thủy thường mạnh mẽ, hướng ngoại, ngày Nhâm thủy bất luận như thế nào cũng cần thủy, dù sinh vào mùa đông. Người sinh mệnh ngày Quý thủy thường nhiều hoài bão, hướng nội và bảo thủ, thường ưa kim thủy. Bất cứ việc gì, nếu chúng ta dành hết tình cảm tâm tư của mình vào, khi sự việc không như kỳ vọng, nỗi thất vọng cũng lớn theo. Thế không nên cùng tận, người không nên yêu hết. Tình cảm ở thế chung dung là tốt nhất. Ví dụ mỗi ngày bạn ăn hải sản, ngày 1 rất ngon, ngày 2 cũng ngon, nhưng đến ngày 10, ngày 20 khó có thể ăn nổi. Ngược lại, nếu mỗi ngày bạn ăn cơm trắng, vẫn có thể ăn quanh năm, vì mùi vị cơm trắng rất là nhạt, nhưng vị nhạt là trường cửu. Đối với con cái cũng vậy, khi bạn dành quá nhiều tình cảm tâm tư cho con cái, khi con cái không như bạn mong muốn, bạn trách chúng không vâng lời. Thực tế, những gì bạn muốn và những gì người khác muốn hoàn toàn không giống nhau. Những cha mẹ thành công là những người bạn của con cái khuyến khích, động viên hơn là áp đặt. Khi con cái của chư vị đến 13-14 tuổi, khi cha mẹ tiếp tục áp đặt con cái phải làm cái này, bảo con cái phải làm cái kia, không biết cùng nhau bàn bạc một cách chân thành. Những bậc làm cha làm mẹ có con cái đã quá 13-14 tuổi, nếu con cái thường xuyên có sự bất đồng với các vị, khiến các vị không thể gặt hái được phước huệ của con cái mình, ngay từ hôm nay, xin chư vị chuyển hóa bản thân của mình thành một người bạn của con cái, là người cho chúng đặt niềm tin khi gặp khó khăn trở ngại, thậm chí tham gia vào những trò chơi, những game chúng thường chơi để có những cuộc thảo luận. Các bạn có thể xem thêm video Con cái là duyên hay là nợ trong kênh video của tôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.